Nếu như bạn cũng xem anime và làm weebu giống mình thì... xã hội này tàn rồi. Nhưng Lợi ơi, xem anime đâu có nghĩa là weebu đâu Lợi. Hồi xưa mình cũng nghĩ như bạn. Bây giờ thì mình có tận 10 cái gối ôm hình waifu. Ở nhà thì bố mẹ phiền lòng, ra đường thì người đời không tôn trọng, lên mạng chửi nhau, nó thấy anh đại diện anime thì không tiếp chuyện. Điều đó khiến mình suy nghĩ, mình có thể dừng làm weebu, hoặc là hủy diệt thế giới. Sẽ ra sao nếu như rung chấn xảy ra ngoài đời thật? Rung chấn là gì? Nếu như bạn cũng xem Attack on Titan giống mình thì bạn sẽ biết rằng đó là một đội quân khổng lồ, trần chuồng. Bạn phát tai họa cho mọi nơi mà nó đến. Bọn nó được cái to xác thôi chứ cũng đần lắm. Nếu như bạn muốn tìm hiểu sâu hơn về nguồn gốc của nó thì mình sẽ giải thích ngắn gọn như thế này. Bạn hiểu chưa? Nói thiệt thì mình cũng chả hiểu. Bộ chuyện có rất nhiều pha lật kèo, gửi ký ức từ tương lai về quá khứ, rồi thì thiến toàn bộ người dân Eldia, cho đến massage cho toàn nhân loại. Mà nhắc tới massage thì bạn có biết rằng tác giả bộ truyện bây giờ là chủ của một cái spa rồi không? Đúng vậy, ông ta dùng nước mắt của fan để làm suối nước nóng đấy. Điều khiến mình sợ hơn một người đàn ông khỏa thân là 1 triệu người đàn ông khỏa thân, không có da và cao 50m. Và câu hỏi chúng ta đặt ra là có tổng cộng chính xác là bao nhiêu ta tên tường? Và rất hên là có thằng mọt sách rảnh rỗ nào đó đã tính sẵn cho chúng ta rồi. Có tổng cộng 3 bức tường. Maria, bán kính tối tăm là 480km. Rose là 380km. Sina là 250km. Sử dụng công thức tính chu vi hình tròn, Habi nhân cho mở ngoặc 480 cộng 380 cộng 250 thì chúng ta có thể có tổng cộng là 6.974km². Bạn có thể dùng máy tính để bấm thử nếu như bạn nghi ngờ khả năng tính nhẩm của mình. Chiều cao của chúng là 50m. Và dùng tỷ lệ cơ thể thì chúng ta có thể tính được chiều rộng là khoảng 14-15m. Không chỉ vậy mà chúng còn đan tay vào nhau trông rất là lãng mạn. Nên là chúng ta sẽ trừ hao đi và tính là khoảng 14. 6.974km chia cho 14m suy ra chúng ta có sắp xỉ 498.000 Titan. Thế mà vua Frisk bảo rằng chúng ta có 10 triệu con. Thật ra ông ta chỉ được cái mồm thôi. Đúng là đồ không biết làm toán. Ý của mình là khè sức mạnh quân sự cho thế giới xem là chuyện bình thường thôi. Giống như là Trung Quốc, Mỹ, Triều Tiên hay khoe rằng là mình có hạt nhân chẳng hạn. Nhưng vấn đề là mình không nghĩ là họ nói xạo đâu. Bây giờ thì chúng ta sẽ bàn tới khả năng của Titan tường. Nếu như bạn không ngủ trong tiết sinh học thì bạn sẽ biết rằng bất kỳ sinh vật nào cũng tỏa nhiệt. Ví dụ, một người bình thường là 37 độ C, một con chó là khoảng 38 độ và một con vo là 35 độ. Sử dụng một kỹ thuật phức tạp gọi là Cha Google thì mình đã tìm ra được nhiệt độ cơ thể của một con Titan khổng lồ là khoảng 600 độ. Bạn có thể nói, sao nghe biệt thế nhờ? Hả? Cái gì? Bạn có dám nói câu đó với loại Armin tội nghiệp không? Nếu như bạn nhìn vào Titan thủy tổ của Eren thì bạn cũng thấy rằng là nó còi vờ lờ. Mình nghĩ rằng Eren nên đi tập gym đi. Ok, tôi rút lại. Mình nghĩ lý do mà nó toàn xương không là tại vì quá trình biến đổi tỏa ra quá nhiều nhiệt nên thịt nó bị bốc hơi hết. Hoặc là Eren không muốn hấp bạn bè của mình nên mới làm vậy. Chứ không thì ở trong trận chiến cuối cùng... quên, xin lỗi. Spoiler. Ok, thì con số 600 độ C có thể đúng, có thể sai. Nhưng mà các bạn đừng có chửi mình. Muốn chửi thì chửi cái thằng đăng bài đấy. Tôi chỉ là người đi ăn cắp thôi. Biết như vậy hồi xưa tôi ráng học giỏi để bây giờ tôi có thể tự tính rồi. Mỗi lần học tiết sinh là cô cứ bắt chúng tôi tính chằng chọi, tính chằng lặn rồi phần trăm gen gì đấy. Mệt chết. Và một ngày đẹp trời ở năm lớp 8, bọn mình có cơ hội để học về genes của loài người. Thì mình phải thú nhận đó là cái lần đầu tiên cũng như là lần duy nhất mình cảm thấy hứng thú về môn sinh học. Mình thậm chí còn hỏi cô rằng, cô ơi, tại sao chim của chúng ta không có sườn nhưng mà nó lại có thể hoạt động được hay vậy? Ừ thì bánh với lại trà ở phòng hiệu trưởng cũng khá là ngon. Chúng ta có thể thấy rằng là những vũ khí cùi bắp như là pháo nổ không có cửa với chúng. Thậm chí là chúng có thể đi bộ nhanh hơn một con ngựa đang chạy. Thông tin này được trích theo lời của Henry. Chứ mình cũng không chắc là cô ta có tính toán gì không. Nhưng mà thấy cũng hơi kỳ. Thằng bạn của mình nó chỉ nặng có 120kg thôi mà nó đi không nổi rồi. Trong khi đó cái con Titan này chắc nó nặng bằng... Từ từ để tôi tính thử coi. 200 con voi thì làm sao nó có thể đi được. Và lý lẽ mà bộ truyện đưa ra đó chính là những con Titan này trông có vẻ bự nhưng mà nó nhẹ hơn kích thước mà chúng ta có thể nhìn thấy. Với loại động cơ này nhìn khá là chắc. Còn bạn của tôi mỗi khi di chuyển là nó phải lăn như là một cái bánh xe phô mai vậy đó. Nhưng mà tại thời điểm này ở trong bộ truyện thì người ta đã có thể chế tạo ra súng chống Titan rồi. Và ngay cả Titan thiết giáp còn không chịu nổi cơ mà. Nói vậy thôi, chứ để cho mà bạn bắn hết nửa triệu Titan trước khi mà nó biến bạn thành tương ớt thì cũng hơi khó. Ngoài ra chúng còn có một kỹ năng đặc biệt nữa, được gọi là... xỉ hơi. Đúng vậy, bạn không nghe nhầm đâu. Giống như là khi Armin đối mặt với lại Titan đại hình thì hắn đã tỏ ra hơi nước để luộc Armin như là một cái bánh bao vậy. Nhưng mà ngược lại hắn ta sẽ bị mất khối lượng. Hình như đây là một cái định luật gì của Einstein thì phải. E bằng MC bình à. Năng lượng là bằng khối lượng nhân cho ánh sáng bình. Tôi cũng thông minh chứ bộ. Trước khi dùng kỹ năng thì trông hắn ta rất là mướp. Nhưng mà sau khi dùng thì trông như là tôi vậy đó.
và thân nhiệt của chúng cao tới nỗi mà chúng đốt cháy mọi thứ sinh vật xung quanh nó, gồm cả cây cối và con người luôn. Bọn chúng y như là những cái lò nướng di động vậy. Thiết kế cực kỳ tiện lợi. Ok, nếu như mà pháo đạn không có tác dụng với chúng thì chúng ta phải dùng cái thứ gì đây? Ban đầu mình nghĩ tới tàu chiến, nhưng mà sau khi nhìn lại chuyện đã xảy ra với lại thiếu quân Molly thì mình thấy không khả quan cho lắm. Thế là ngày hôm qua mình có ngồi trong bồn tắm và chơi với lại vịt nhựa. Và nó khiến mình liên tưởng, thứ đáng sợ nhất trong nhà tắm là gì? Một con gián biết bay. Đúng vậy, và đó chính là manh mối để chúng ta chống lại lũ Titan. Hỏa lực của con người ở trong vũ trụ Attack on Titan tuy là có thể xuyên phá được cả Titan thiết giáp, nhưng mà bạn nghĩ rằng là những con Titan đại hình nó sẽ đứng yên cho bạn nạp đạn hả? Thế nên mình đã nghĩ tới máy bay, phát minh để bay lượn cùng chim của con người. Mình thấy là ở trong bộ truyện chỉ có đúng một cái máy bay thôi, mà sợ hao vào lờ luôn á, mới có 3 cháp thôi mà đã hư rồi. Đúng là lũ ác quỷ Paradise. So với những cái khinh khí cầu rẻ rách của Molly thì chúng ta đã có thể phát minh ra những cục sắt có thể bay với tốc độ 2,5 lần tốc độ âm thanh. Đơn giản thôi, bạn chỉ cần bay vòng vòng lên trời rồi thả pháo vào gáy tụi nó là được thôi. Hết đạn thì bay về nạp, hoặc bạn có thể biến mình thành đạn như là không quân Nhật Bản vào Thế chiến 2. Hiện tại chúng ta đang có khoảng 4.000 máy bay chiến đấu cao cấp, và tính sơ sơ thì mỗi cái máy bay phải tiêu diệt được 125 Titan thì mới chạy kịp deadline. Cơ mà khi nói về không quân thì Molly thuộc dạng hề nhất. Họ sẽ bắt một đống người Eldia, sau đó thả tự do cho bọn họ từ độ cao 2.000m. Trong quá trình đó họ sẽ bị biến đổi thành Titan, và bạn cứ nhìn đi. Mình sẽ không nói là nó có hiệu quả hay không, nhưng mà phải công nhận nhìn nó rất là tục. Tưởng tượng bạn 80 tuổi, ngồi trước hiên nhà và kể cho con cháu của mình nghe về trận chiến chống lại những người khỏ thân rơi từ trên trời xuống. Lựa chọn tiếp theo, bom hạt nhân. Bom hạt nhân là thứ duy nhất có thể ngăn cản Nhật Bản, biến họ từ vùng đất của những chiến binh quả cảm thành thứ này. Bạn có biết rằng hơn 60% hoạt hình mà bạn xem được làm từ Nhật Bản không? Mà như vậy thôi chứ mấy con Titan tượng nó chỉ nằm ngang cái sân bóng thôi mọi người ạ. Đây là hình ảnh của nó đứng cạnh bức tượng nữ thần tự do ở bên Mỹ. Quả bom hạt nhân lớn nhất từng được kích nổ có tên là Tsar, một sản phẩm của Xô Viết cũ. Nó có thể hủy diệt được một hình tròn với bán kính là 64 km², nhưng mà nó chẳng là gì so với lại kích thước của những bức tường. Đường kính tính từ tâm bức tường đến bức tường ngoài cùng là 960 km, và chúng ta sẽ sử dụng một quả bom tiêu chuẩn với sức công phá ngang ngửa 1 triệu TNT, được gọi là 1 megaton. 1 megaton có thể làm bốc hơi mọi thứ ở trong bán kính 458 km², và tổng diện tích mà chúng ta phải hủy diệt là dùng số pi rồi nhân cho đường kính bức tường, nói chung là toán phức tạp lắm các bạn không hiểu đâu, thì chúng ta sẽ có con số là 725.000 km². Vậy chúng ta có thể đưa đảo thiên đường lên thiên đường với lại 4.090 quả bom hạt nhân. Tôi không biết tại sao mà tôi lại dành thời gian để tính cái này nữa. Tôi nghĩ là tôi có vấn đề mọi người ơi. Và con số này được tính trong trường hợp là chúng ta đánh nó trước, chứ lỡ như mà chúng nó đã đi tùm lum rồi thì mình nghĩ là chúng ta sẽ còn nhiều bom hơn. Nhưng mà lợi à, chúng ta lấy bom hạt nhân ở chỗ nào ra? Nếu như mà bạn bằng cách nào đó có thể khiến cho Putin, Biden và Kim Jong Un giảng hòa với nhau thì chúng ta sẽ có hơn 4.000 quả hạt nhân đấy. Và lý do mà mình không tính hàng của Trung Quốc là tại vì đó là hàng của Trung Quốc. Nói vậy thôi chứ hàng nội địa Trung Quốc siêu xịn luôn, chỉ có hàng xuất khẩu mới là cùi thôi. Ok, thì bọn Titan đã chết, bây giờ thì chúng ta sẽ làm gì? Thì chúng ta sẽ đi theo tụi nó. Mặc dù là chúng ta chỉ hy diệt một vùng nhỏ so với lại cái bề mặt của trái đất, nhưng mà tàn dư của bom hạt nhân có thể gây ra ung thư nè, rồi đột biến gen trên diện rộng. Chúng ta sẽ có thêm một kiểu băng hà nữa. Yeah, tuyết. Với sức mạnh của quân sự hiện nay thì chúng ta hoàn toàn có thể đánh bại được rung chấn, nhưng mà nó còn tùy vào cách mà bạn xử lý. Nó có thể êm đẹp, hoặc là nó có thể tệ hơn như là tuyết. Và mình nói tuyết ở đây không phải là tuyết bình thường đâu, mà là tuyết hạt nhân. Nó là những cái mảnh vụn khi nó phát nổ, bạn chạm vào thì bạn có thể bị ung thư và chết trong vòng vài chục ngày hoặc vài chục năm gì đó. Và lỡ như chúng ta không thể nào đánh bại được rung chấn thì sao? Bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn làm sao để sống sót và rung chấn. 1. Hãy cầu nguyện ăn năn sám hối. Lỡ như bạn bị đạp chết thì còn có khả năng lên thiên đường, chứ xuống địa ngục nữa thì hơi chuối. 2. Làm thành viên của đảng Jiga. Bạn hãy tập luyện Eren, Eren, Eren mỗi ngày 20 lần và nhớ treo băng rôn của đảng lên trên tường. Mình thấy là có rất nhiều người đào hầm xuống đất, nhưng mà vấn đề là lũ Titan tối nhiên rất là nhiều. Bạn mà đào xuống thì chẳng khác nào bạn đang làm một cái lò nướng, còn bạn là miếng khoai tây luộc. Ok, và đó chính là vlog làm sao hướng dẫn các bạn có thể sống sót sinh tồn 24 giờ qua rung chấn. Các bạn nếu thấy video này bổ ích thì hãy like, share, subscribe và để lại một bình luận kêu rằng anh L đẹp trai ha. Mình rất là cảm kích. Bây giờ thì hẹn gặp các bạn ở đây lần sau nha. Bye bye.